Hương Giang này lại quay trở lại giới thiệu cho các bác tất cả các dòng hàng nhà em. Nhà em rất nhiều hàng, hàng ốp lát, rồi khuôn đúc con kê, rồi là bay xây dựng, rồi dao nhà bếp, phụ kiện nhà bếp em đầy đủ, không thiếu một tất một cái sản phẩm gì đấy. Nhưng mà riêng trong dòng xây dựng thì nhà em thì em có thể khẳng định là cái thị trường bay nhà em thì có thể lớn nhất miền Bắc luôn, và hàng nhà em thì hàng cao cấp nhất luôn. Các bác không nên so bì hàng nhà em với những cái hàng ngoài thị trường trôi nổi nhá. Đấy, các bác cứ dùng đi, chị sẽ biết cái độ chất của bay nhà em như thế nào. Đấy, các bác cứ sử dụng đi. Đấy, anh em nào mua về chỉ có thể mua thêm chứ không bao giờ có thể chê được hàng nhà em. Đấy, hàng nhà em thì tất kiểu đều làm bằng, một là làm bằng thép lõi cưa, hai là bằng líp ô tô sáng bóng nhá. Đấy, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái dòng bay xây chất liệu bằng titan nhà em nhá. Đây, các bác nhìn này, cán thì em làm bằng cán gỗ lim. Đấy, hàng này thì cán này thì các bác yên tâm, đã bằng lim thì vô cùng chắc, bền. Và đầu cán thì em bọc bằng đồng. Đấy, nên các bác cứ yên tâm sử dụng. Thứ hai là bay em làm bằng chất liệu titan. Titan thì các bác vô cùng là cứng. Các bác biết thì titan thì thường là vỏ máy bay hoặc làm những cái xương mà đinh ốc để làm trong phẫu thuật xương khớp. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm mà sử dụng con này nhà em thì các bác hơi bị chất luôn. Các bác nghe tiếng bay nó thấy độ chất nó như nào nhá. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em Giang qua số điện thoại trên. Em chuyên cung cấp xỉ lẻ bay xây dựng toàn quốc luôn.